Xin chào các bạn, mình là Phùng Mạnh Quân, giảng viên của Học viện Insight Kết. Ở trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái lưu ý quan trọng nhất khi làm vật liệu ở trong Corona và về đây. Chúng ta đã trải qua những cái thông số vật liệu cơ bản của Corona này, thực hành làm những cái vật liệu cơ bản xung quanh mình này, nắm được cái phần tiling, UV map, băm hay là reflection rồi. Thì trước khi vào cái phần là hướng dẫn các bạn thực hành cái vật liệu của bài thực hành cơ bản ấy, thì mình sẽ có một phần này, đó là phần mình gọi nó là làm vật liệu sao cho đúng, và mình đặt dấu hỏi đây. Thế thì bản chất của phần này ấy, thì khi các bạn nắm được những cái kiến thức trên này rồi, thì bạn nào mà nhanh nhạy hoặc là bạn nào mà suy nghĩ nó sâu sâu hơn một tí là các bạn có thể đã có suy nghĩ về về cái nội dung hôm nay, ở trong cái nội dung này mình nói rồi. Đấy, thì khi mà mình nếu như các bạn đã động chạm đến phần này rồi, hoặc là các bạn đã tiếp cận với virus corona, đã sử dụng một chút rồi, thì các bạn có thể là sẽ hiểu phần này nó sẽ rất là nhanh, nghe phát là sẽ hiểu ngay. Còn đâu những bạn nào mà mới tinh, mà nghe là mới tiếp cận vào phần mềm lần đầu tiên mà cũng chưa suy nghĩ gì nhiều về những cái mà học bài nó còn chưa được kỹ, là các bạn nghe là các bạn là sẽ phải cực kỳ là tập trung và cực kỳ là phải để ý thì chúng ta mới nắm được bài hôm nay nhá. Bài ở cái nội dung này là cực kỳ quan trọng đấy, cực kỳ quan trọng để các bạn ứng dụng thôi. Nội dung chỉ là ứng dụng thôi, nó không phải là kiến thức mới, nhưng nó cái phần ứng dụng của nó, cái phần bởi vì nó liên quan đến phần tư duy, cho nên là các bạn sẽ phải tập trung hết cỡ vào cho mình nhé. Thế để mô phỏng cho cái thằng này thì mình sẽ lấy cái model này ra, và mình sẽ làm một hòm vật liệu, và thông qua cái việc làm vật liệu này thì mình sẽ giải thích cho các bạn các cái vấn đề là nó như thế nào. Thì ở đây là hòm vật liệu standard, chưa được làm gì cả và mặc định nó vẫn là màu xám. Mình sẽ làm mẫu một vật liệu, đó là vật liệu gỗ nhá. Mình sẽ tìm, thế bây giờ quay trở lại với cái câu hỏi bản chất này, làm vật liệu gỗ này mình sẽ phân tích cho các bạn từng cái một. Đầu tiên này, màu sắc vật liệu đơn sắc hay đa sắc, đúng không? Đương nhiên gỗ thì không thể đơn sắc được rồi, đa sắc thì phải dùng mát, đúng không? Nếu mà đơn sắc thì là tất cả mọi vị trí trên bề mặt nó cái, ví dụ các bạn chọn màu đỏ là tất cả mọi vị trí trên màu đỏ nó đều tắt tắt cái màu đỏ mà các bạn chọn, đúng không? Và đa sắc thì nó sẽ có cái sự chênh lệch màu, thì thay gỗ thì đương nhiên chúng ta sẽ dùng cái đa sắc rồi. Đấy, mình nói đi nói lại phần này là để cho các bạn hiểu cái bản chất đấy. Gỗ nhá, mình sẽ tìm một cái mắc gỗ đi, quay lại cái mắc gỗ phổ thông nhất đi để chúng ta làm. Đây, vẫn cái mắc gỗ này ứng dụng được rất là nhiều, đúng không? Gán vào kênh diffuse. Đấy, thì ở cái kênh diffuse chúng ta thấy rằng là thay vì việc dùng một cái màu đều, chúng ta có thể dùng mát. Thế bắt đầu đến câu hỏi số 2 này. Vật liệu này có phản xạ hay không? Có. Phản xạ cao hay không? Có, phản xạ cao. Bóng bẩy chưa? Các bạn nhìn gỗ bóng bẩy chưa? Đấy, rất là bóng bẩy. Câu hỏi tiếp theo, chất lượng bề mặt như thế nào? Bởi vì khi chúng ta làm gỗ thì cái thằng phép Mel-Yor là nó có rồi, và chúng ta để mặc định rồi, đúng không? Thế câu hỏi tiếp theo này, chất lượng bề mặt như thế nào? Thế thì chất lượng bề mặt đấy, nếu như các bạn để nó là 0.8, nó mờ như thế này, nó là gỗ hơi 0.7, gỗ nó mờ mờ thế này thôi, nó không quá bóng. Nhưng đặt ra câu hỏi rằng là nếu như các bạn đặt dùng cái thông số này các bạn làm ấy, thì tất cả mọi vị trí trên bề mặt của đối tượng nó sẽ đều có cái chất lượng bề mặt như nhau hết, đều tăn tắp luôn, đúng không? Giống như cái việc các bạn chọn chọn cái màu diffuse ấy, các bạn mà chọn một cái màu nào đó thì mọi vị trí, giả sử các bạn chọn cái vật liệu màu đỏ thì mọi vị trí nó đều đỏ tăm tắp với nhau, mà trong thực tế thì đâu có cái đối tượng nào mà bề mặt của nó tăm tắp với nhau ấy. Kể cả các bạn có một cái nhựa nhá, mà các bạn sơn lên ấy, thì bề mặt của nó cũng chắc chắn là sẽ không hoàn hảo đến mức mà tất cả mọi vị trí nó đều cùng một thông số, nó đều tuyệt đối được cả. Đấy, hay là các bạn nhìn vào cái tường màu trắng này, nhưng mà cái tường màu trắng này cũng không thể đều được, đúng không? Thế thì ngược trở lại, chúng ta đặt câu hỏi cho cái câu hỏi tiếp theo này, Grossinit, nếu như các bạn dùng thông số như này thì mặc định là mọi vị trí nó như nhau hết. Thế bây giờ thực tế nó không, thực tế thì không thể nào mà nó đều nhau được. Giả sử như một cái bàn, chỗ nào mà người ngồi tì tay nhiều thì nó phải mòn mòn bớt đi, hoặc là chỗ nào mà nó bẩn bẩn một tí thì nó cũng, chúng ta nhìn cái hiệu ứng ấy, mắt chúng ta nhìn thấy cái chỗ kia nó bị bẩn đi thì đương nhiên là chúng ta nhìn thấy cái thông tin phản xạ nó sẽ bị bớt đi rồi, đúng không? Hoặc là một cái tay nắm cửa, hoặc là một cái sàn nhà, cái chỗ nào mà đi lại nhiều thì đương nhiên là cái chỗ những cái vị trí đấy nó tạo thành một cái lối mòn ấy,
thì đương nhiên là nó sẽ phải bị mòn mòn, nó sẽ phải bị mòn nhám nhiều hơn những cái chỗ mà mình ít đi lại hoặc là mình ít sử dụng đến. Thì đó chính là cái câu hỏi bản chất, đó là nếu như chúng ta xét thông số thì mọi chỗ nó đều như nhau, và mọi chỗ nó đều như nhau thì nó không phải thực tế. Để mà chúng ta muốn làm thực tế thì chúng ta sẽ phải làm cho nó không đều nhau nữa, mà không đều nhau nữa thì chúng ta sẽ không thể chọn được bằng thông số, mà chúng ta sẽ phải dùng dùng mã. Đấy, thì chúng ta hiểu rằng là bản chất thực tế là nó không đều nhau, nhưng từ đó thì chúng ta sẽ bản chất thực tế nó không đều nhau, từ đó chúng ta sẽ phải dùng mã để tạo nên cái sự không đều nhau đó, giả lập cái sự không hoàn hảo đó. Đấy, và đương nhiên trong cái những cái buổi đầu tiên mình có trao đổi với các bạn ấy, đó là chúng ta giả lập bằng cách nào, bằng cách là đồng ý là nó sẽ không hoàn hảo vị mọi vị trí rồi, nhưng chúng ta phải có sự kiểm soát, đúng không? Hay là nhiều bạn làm cái bản gỗ mà ví dụ làm cái glossinate nó bị kiểu như giả lập cái hiệu ứng bẩn ấy, mà nó cứ bẩn quá, bẩn nát nát quá là cũng không được, cho nên là phải tiết chế, đúng không? Chúng ta hiểu được là thực tế nó không đồng đều, chúng ta sẽ giả lập cái không đồng đều đấy, nhưng cái mức độ không đồng đều như đến cỡ nào thì đẹp, thì do đó thì cái lúc mà cái đó là cái chúng ta phải học, chúng ta giả lập như thế nào để mà khi mà vào cái lên cái sản phẩm là nhìn nó vừa thật nhưng mà nó không quá là lố bịch, đúng không ạ? Thế thì đây, thay vì việc là dùng thông số, chúng ta sẽ dùng cái mask, tức là thông số của glossinate này bên cạnh nó có cái ô vuông, tương tự như thằng color chọn màu ở đây này, bên cạnh nó cái ô vuông này. Nếu như các bạn đã sử dụng mask cho cái ô vuông này, nếu như các bạn đã sử dụng mask cho cái ô vuông này thì bên cạnh nó sẽ xuất hiện chữ M, có nghĩa là các bạn đã sử dụng mask vào đây rồi, các bạn không sử dụng màu nữa mà các bạn đang sử dụng mask, đúng không? Đấy, đang sử dụng ô vuông rồi. Thế bây giờ cái kênh glossinate này mình sẽ không sử dụng cái thằng thông số này nữa, mình sẽ sử dụng, tức là cái thông số này mình cứ để đấy, và mình sẽ sử dụng cái là sẽ sử dụng map. Thế bây giờ map glossinate khi mà các bạn gắn vào ấy, nó sẽ nhận như thế nào? Nó sẽ nhận theo màu nhá, sắc độ dạng đen trắng ấy, tương tự như cái map băm, nhớ lại cái map băm là hiểu bài ngay. Map mà những cái vị trí nào mà màu trắng tuyệt đối ấy, thì nó sẽ tương ứng với cái mức độ của glossinate là bằng 1. Có nghĩa là tại cái vị trí ô pixel mà có cái màu trắng tuyệt đối thì nó sẽ là phản xạ rất là mạnh. Những cái vị trí mà màu đen tuyệt đối thì nó sẽ có mức tương ứng với cái mức độ glossinate là bằng 0. Không có phản xạ gì, cực kỳ thô, đúng không? Thế thì những cái màu mà xám xám, những cái màu mà ghi ghi thì nó sẽ là ở cái mức trung gian tùy, đúng không? Thế lúc này giả sử chúng ta làm một cái vật liệu gỗ như này đi. Đấy, nếu mà để thông số mình sẽ để là 0.85. Đấy, nó cũng hơi hơi bóng bóng, nó hơi mờ mờ. Và bây giờ mình không sử dụng thông số này nữa, mình sẽ sử dụng mask. Mình sẽ tìm một cái mask. Giả sử mình sẽ dùng một cái mask gỗ nào đó. Đây, mình sẽ dùng một cái mask gỗ. Đây, mình sẽ sử dụng một cái mask gỗ này nhá. Đây, mình sẽ sử dụng một cái mask gỗ này để làm cho cái gắn vào cái kênh glossinate. Đây, gắn vào kênh này. Thế thì ở cái map này này, các bạn sẽ thấy rằng này, tại những vị trí ở đây này, không có vị trí nào là trắng tuyệt đối, không có vị trí nào là đen tuyệt đối, cho nên là ở khi mà chúng ta gắn vào ấy, chẳng có cái chỗ nào mà nó phản xạ quá mạnh bằng cái tương ứng với thông số bằng 1, chẳng có chỗ nào mà nó đen đến mức là thông số của nó tương ứng bằng 0, mà là màu nó cứ xám xám, nó cứ đều 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 trên tổng thể ấy. Và nó sẽ dựa trên cái map này để nó thể hiện cái thằng glossinate đây nhá, cái thằng này này, con số này này, refresh glossinate ở đây đó, thấy không các bạn? Khi các bạn gắn vào nó thể hiện chữ M này, có nghĩa là cái kênh glossinate này không, hiện tại là đang sử dụng theo cái map này, theo cái map này rồi. Thế khi chúng ta bỏ ra này, thì nó sẽ sử dụng theo cái thông số là nó sẽ bóng hơn. Khi chúng ta nối vào này, nó theo thằng này thì nó lại nhám, đúng không? Thế thì ở thằng này thì nó, cái map của nó tương đối là đều, cho nên các bạn nhìn cái hiệu ứng nó sẽ không được rõ ràng lắm, nó sẽ không được rõ ràng lắm. Thế tuy nhiên mình sẽ thử một cái map khác nào nó đều hơn để các bạn hiểu nguyên lý như vậy đã. Một cái map mask đấy, một cái map này nó không theo vân gỗ đâu. Đây, một cái map này đi, các bạn nhìn thấy cực kỳ rõ luôn nhá, những vị trí nào màu đen thì nó sẽ rất là thô, những vị trí nào màu trắng thì nó sẽ rất là rõ ràng, đúng không? Đây, các bạn nhìn cái vết không, rất là nhìn rất rõ ràng hiệu ứng nhá, cùng một thông số nhưng mà cái thông số này nó sẽ không hoàn hảo, nó không đều mọi vị trí được, cho nên chúng ta phải dùng mask. Dùng mask thì nó sẽ dựa vào đen trắng, còn đen trắng
như này, các bạn có thể đen trắng theo vân hoặc là đen trắng thường như nào. Thì thường đây chính là cái bản chất là người ta tạo những cái vết bừng 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 trên bề mặt đấy, đúng không? Để tôi hiểu này, tại những cái vị trí vết màu trắng này là nó sẽ tương ứng, chỗ này là cái màu trắng hẳn rồi, nó sẽ tương ứng với những vị trí này tương ứng với bằng một luôn này, cực kỳ là bóng bẩy, nhưng mà những vị trí nó tương đối cực kỳ là thô. Bây giờ mình sẽ hiển thị cái map này ở trên viewport cho các bạn xem. Xem nào. Đây mình có thể hiện cái map này trên viewport nhé, để các bạn xem nhé. Thấy không? Đây. Nhưng vị trí này cực kỳ là thô này, thì cho nên là các bạn nhìn ở đây này. Đây này. À, những cái vị trí này này, cực kỳ màu đen này, thô đúng không? Chỗ này đen thô này, rất là thô luôn. Những chỗ này, này rất là đen, rất là thô này. Đây này, nhưng mà chỗ này lại rất là bóng, màu trắng này rất là bóng. Thấy chưa? Đấy, chỉ có là mình dùng những cái mắt đen trắng mạnh cỡ này để các bạn cảm nhận được cái ấy của nó thôi. Còn giả sử các bạn, mình muốn các bạn hiểu bản chất chỗ này nhá. Cái này ở hôm ở cái bài mà mình nội dung mà mình nói với thằng Diffuse mình đã nói một lần rồi. Hôm nay mình sẽ nói lại. Đó là gì? Nếu như các bạn không dùng map thì là 100% là nó sẽ dùng theo thông số này, mọi vị trí như nhau hết. Còn khi các bạn đã dùng map ấy thì các bạn sẽ hiểu nó như thế này này. Cái map này nó sẽ làm cái layer ở trên. Còn cái thông số này này, có cái thông số mặc định này. Đây, 0.85 này, nó sẽ là nằm ở cái layer ở dưới. Thì cái layer nếu mà bình thường nhá thì cái layer trên nó sẽ che hết cái layer dưới, có nghĩa là gì? Hoàn toàn là cái tính toán Glossinit là nó theo hết cái layer ở trên, đúng không ạ? Nhưng ở dưới này các bạn sẽ có một cái thông số đó là Glossinit ở đây, đúng không? Nó tương ứng này, map diffuse này, ở đây này, ở đây là ba thằng là một. Thế bây giờ các bạn gắn vào đây thì cái map này nó cũng đúng ở đây luôn, các bạn có thể kéo thảo vào đây được mà. Chính là nó luôn mà. Đúng không? Thế thì cái thằng này nó chính là cái thông số opacity, cái thằng thông số ở dưới này, refract Glossinit chính là thông số này này. Đấy. Sẽ là cái thông số quyết định rằng là cái map này dùng bao nhiêu phần trăm. Hiện tại ở đây là đang dùng 100% cái map này, có nghĩa là cái layer trên này được dùng 100%, thì đương nhiên là nó sẽ che hết cái thằng ở dưới đi rồi, đúng không? Thế thì nếu như các bạn muốn là các bạn ở dưới này, ở cái thông số ở dưới này các bạn giảm nó là 0.5 đi, 0.5 tức là nó đang tương đối là thô, đúng không? Và ở dưới chỗ này các bạn chỉ sử dụng có 80% thôi. 80% thôi, có nghĩa là gì? Cái map này hiển thị là 80% và 20% trong suốt của nó sẽ nhìn xuống cái map thứ hai này, thì nó 20% còn lại đấy nó sẽ nhìn thấy cái thông số là 0.5, tức là nhìn thấy cái độ thô của nó là 0.5 thôi. Đấy, các bạn hiểu bản chất là như thế nhá. Để khi ví dụ như các bạn có một cái map như thế này, các bạn ném vào và các bạn muốn là nếu mà theo 100% cái map này thì có cái chỗ thì nó trắng quá, có cái chỗ thì nó đen quá. Mình không muốn là nó đen trắng rõ ràng như vậy. Mình muốn là nó êm hơn vào, nó hòa vào với nhau hơn, thì mình chỉ sử dụng cái map này 50% thôi, đúng không? Còn cái map dưới này mình sẽ để nó tương đối thô một tí, 0.4 đi, tương đối thô một tí, đúng không? Và hoặc là cái map này mình chỉ dùng là 30-40% thôi, có đâu 60% là nó sẽ nhìn thấy cái map ở dưới này. Cho nên là ở trên bề mặt nhé, các bạn vẫn trên tổng thể các bạn vẫn tạo được cái độ thô nhất định, và ở những cái vị trí mà các bạn muốn nó thô thô, nó có cái vết vết nó cứ bẩn bẩn ở đây, nó có những cái vết vết mà nó cứ như là nó bị thô hơn những chỗ khác, tức là cái độ thô nó không đồng đều ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái hiệu ứng này. Chỗ thì bóng này, chỗ thì nó thô không đồng đều này. Đấy, chúng ta đang giả lập được một hiệu ứng theo thực tế đấy. Bởi vì thực tế nó không hề đồng đều được, thì chúng ta đã giả lập được hiệu ứng này rồi. Đúng không ạ? Khi mà các bạn dùng map, các bạn sẽ cân đối, sẽ có nhiều cách cân đối lắm. Sẽ có rất nhiều cách cân đối, các bạn có thể sử dụng là mức độ thể hiện của thằng map này. Map này là chỉ dùng có 40% thôi. Còn 60% ở dưới đó là tương với cái màu, tương ứng với cái mức độ là 0.4 này. 0.4 này nó sẽ tương ứng với cái màu xám, nó sẽ tương ứng với cái màu xám hơi đậm đậm. Thế lúc bấy giờ thì các bạn sẽ cái màu này cộng với cái màu xám hơi đậm đậm thì những cái vị trí màu đen nó sẽ giữ nguyên, tức là những cái màu đen mà nhìn xuống cái màu xám nó vẫn là màu đen, nhưng mà cái màu trắng này mà nhìn xuống màu xám đến 60% thì nhìn chỗ này nó sẽ bị tổng thể, nó sẽ bị xám dần đi, đúng không? Đấy là cái cách chúng ta hiểu rằng là một cái layer trên, một cái layer dưới, và mức độ chúng ta sử dụng từng cái thằng như thế nào. Hoặc là cái cách số 2, các bạn cứ dùng 100% cái map này đi, 100% theo cái map đen trắng này, đúng không? Thế thì chỗ thì bóng quá, chỗ thì lại thô quá, các bạn muốn làm nào giảm cho nó giảm tương phản cái này xuống, đúng không? Giảm tương phản cái này xuống, các bạn học kênh Color Collection rồi, đúng không? Các bạn có thể vào phần map này, đây map này, Corona này,
hay là map Casino này, Color Correction gọi ra đây. Và các bạn thông qua cái map Color Correction này giảm cái tương phản của nó đi thì cũng được, chả sao cả. Đấy, cho cái map này nó tối xuống, nó tối xuống và giảm cái tương phản của nó đi. Đấy, giảm cái tương phản của nó đi đây. Trước khi mà đây là map gốc này, sau khi chỉnh sửa mà giảm cái tương phản của nó đi, cho nó tối tối đi, tối tối đi này. Đấy, ôi, thằng kia tối quá, tối đen quá. Đấy, thì nó sẽ đều 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 như này. Đấy, tại những vị trí màu xám xám như này thì nó chỉ phản xạ vừa vừa thôi, hoặc là mình sẽ tăng lên dựa vào hiệu ứng này, mình sẽ tăng lên. Đúng không ạ? Những cái vị trí thô thì vẫn hơi hơi thấy, hoặc là mình sẽ giảm giảm nó đi làm sao mà thấy cái hiệu ứng nó phù hợp là được. Thấy mờ mờ những cái hiệu ứng này thôi, nó sáng này nó vẫn vừa phải thôi. Thì đây cũng là một cách chỉnh, tức là cùng, tức là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta sẽ tư duy mình cần cái gì thôi, mình cần cái gì. Chứ còn cái công cụ mình nắm trong tay thì mình không dùng thằng này thì mình dùng thằng kia, mình không dùng cái cách kia để chỉnh thì mình dùng cái cách này để chỉnh, chả sao cả. Quan trọng là mình hiểu rằng là à mình đang muốn làm cái gì. Cái này mình đang muốn rằng là nó bị tương phản mạnh quá, đúng không? Trắng đen rõ ràng quá, mình cho nó êm êm đi thì mình có thể dùng cái thông số ở đây, ở trong map này mình tinh chỉnh cũng được, hoặc là mình dùng qua cái color correction cũng được, hoặc là bạn nào mà máu chiến nữa thì ra Photoshop, kéo ảnh này ra Photoshop để chỉnh ở bên ngoài cũng được, xong lưu trở ngược trở lại, chả sao cả. Quan trọng là khi các bạn đã nắm được hết các công cụ trong tay, các bạn thấy thằng nào nhanh các bạn dùng thằng đấy thôi, được chưa? Đấy, tương tự khi làm một vật liệu gỗ như thế này, à, chỗ này mình sẽ chỉnh cho nó bóng bẩy lên một tí cho nhìn cho nó rõ ràng một tí, nhìn cho nó phê nhá. Đấy, đây này, chỗ thì thô thô hẳn, bóng bóng hẳn, nhìn cái hiệu nó rõ ràng một tí cho các bạn dễ nhìn. Rồi, này, chỗ này còn kéo tương phản còn cao hơn này. Rồi, thế thì đối với một liệu vật liệu gỗ đấy là đấy mới là đến câu hỏi thứ hai được nhá. Đến câu hỏi tiếp theo này, đó là có khúc xạ hay không. Gỗ thì đương nhiên là không có khúc xạ rồi, đúng không? Giả sử một đối với một vật liệu mà khúc xạ nó lại khúc xạ không đều cơ, thì các bạn lại dùng một cái map đen trắng để các bạn gán vào cái kênh khúc xạ này, gán vào cái kênh glossiness này, đúng không? Tức là cái chất lượng ở bên trong của nó ấy, như thế nào ấy, chất lượng ở bên trong của nó như thế nào thì các bạn có thể ứng dụng và các bạn có thể xử lý được. Đó, reflection ví dụ, hoặc là các bạn có thể gán vào cái kênh, ví dụ nó mức độ khúc xạ của nó sẽ không đồng đều, thì các bạn có thể bên cạnh kênh color này nó cũng có một cái ô để các bạn có thể dùng map, thay vì dùng màu sẽ dùng map. Nếu mà dùng màu thì là mọi chỗ nó như nhau hết, nhưng chúng ta hiểu rằng là không có cái gì mà mọi thứ nó hoàn hảo đến mức nó y chang nhau hết cả, thế chúng ta sẽ giả lập cái sự không hoàn hảo đó, được nhá. Thế tương tự ở cái kênh diffuse các bạn hiểu rồi này, ở cái kênh này các bạn băm các bạn hiểu này, ở những cái kênh mà giả lập những cái hiệu ứng của bảy câu hỏi này, đây đơn giản hay riêng về màu sắc bản thân của vật liệu nhé, thay vì dùng màu chúng ta dùng mát, đúng không? Mức độ phản xạ như thế nào, phản xạ cao nhưng mà có chỗ phản xạ cao, có chỗ phản xạ thấp, thì nếu mà dùng đều như nhau hết thì các bạn sẽ dùng màu, còn không thì các bạn sẽ dùng mát, đúng không? Rồi thì chất lượng bề mặt, đúng không? Chất lượng bề mặt thì đương nhiên là không đồng đều nhau, thì có chỗ nếu mà dùng màu hay là dùng thông số thì nó sẽ đều như nhau hết, nhưng mà thực tế thì đương nhiên nó không thể đồng đều 100% được, thì lại phải không dùng màu, không dùng thông số, chúng ta sẽ dùng map. Map thì nó sẽ dựa theo đen trắng, còn đen trắng đó tương phản càng cao hay là tương phản nó chỉ nhờ nhờ như nhau thôi, thì dựa vào cái mức độ mà các bạn cảm nhận, được chưa? Đấy, thì để hiểu thật rõ cái điều này nhá, có bảy câu hỏi này cứ quanh quẩn thế này thôi. Khúc xạ có màu hay không, hay là khúc xạ màu này có đều hay không, đúng không? Khúc xạ này chúng ta chọn vật liệu thủy tinh là khúc xạ là khúc xạ màu xanh, nhưng mà chỗ thì màu xanh hơi nhạt nhạt, chỗ thì màu xanh hơi đậm đậm chẳng hạn, thì chúng ta đã phải dùng cái map để chúng ta giả lập cái điều đó. Ví dụ những cái vật liệu phức tạp đến mức như thế chúng ta phải làm như thế. Đây chính là cái quy luật, được chưa? Đây chính là cái quy luật đấy. Rồi thì mình sẽ dựa theo cái quy luật đấy, mình sẽ làm một cái vật liệu khác đi, hay là cái thằng này thì mình sẽ không dùng cái map đen trắng này nữa. Map đen trắng này thì mình sẽ, đây mình sẽ sử dụng cái map này. Thông số glossiness của nó sẽ phụ thuộc vào cái map này. Ở đây là cái map này đang được ứng dụng 100%, đúng không? Đây này, cái map glossiness này đang được dùng 100% này, có nghĩa là 100% nó sẽ ảnh hưởng theo cái map này. Mà cái map này mình thấy nó cứ lờ nhờ ra, mình sẽ chắc là sẽ thông qua kênh color collection mình sẽ cho nó tương phản mạnh thêm tí nhé nào. Sáng lên có phải là nó bóng lên không? Đúng không? Nó chỉ nhận cái ô pixel màu đen trắng ở đây thôi, nó không cần biết cái map cái này nó là vân gỗ hay là vân đá hay là cái vân khỉ gió gì đâu, nó chỉ cần biết là ô pixel nào màu đen thì nó sẽ thô, còn nào màu trắng thì nó sẽ bóng thôi,
cho nên các bạn kéo, các bạn thậm chí các bạn chẳng cần ý đến cái vân gỗ. Vân gỗ là để cho nó tương ứng với cái vân ở trên này cho nó khớp thôi, đúng không? Giống như cái độ băm ấy, một cái thì map diffuse thì băm thì là để dọc, băm để lại là băm ngang, cho nên các bạn phải xoay, đúng không? Còn ví dụ như map gỗ này mà thẳng này thì đương nhiên là cái tại những cái vị trí mà nó, cái map gỗ này đây, các bạn muốn là tại những cái vị trí mà nó thâm thâm này, mà nó là đúng là những tại những cái vị trí màu thâm đấy thì nó sẽ thô thô hơn, những vị trí khác thì nó bóng hơn đấy, thì các bạn sẽ phải có được cái map gọi là cái map reflection tương ứng với cái map diffuse mà các bạn có đấy. Ở đây là mình đang dùng cái map gỗ này này, ở đây là mình đang dùng một cái map diffuse, là một cái map khác nhá, là một cái vân gỗ khác. Cái map mà để cho vào kênh Grosinit là một cái map khác này. Sau đó ví dụ mình kéo một cái map băm, một cái map băm thì nó lại là của một cái map gỗ, của một cái vân gỗ khác, tức là nó không khớp với nhau. Đây, giả sử mình dùng cái map băm này vào kênh băm, sử dụng thằng này vào kênh băm, thấy không? Vân gỗ thì vân gỗ dọc, mà băm thì băm ngang. Và các bạn thấy không ạ? Cho nên là nếu như mà đúng ra nhá, chuẩn ra nhá, thì các bạn sẽ phải theo xem cái map diffuse của mình ấy, xem cái map gỗ của mình ấy. Đấy, một, chúng ta có map diffuse thì chúng ta phải có cái map băm kèm theo, chúng ta phải có những cái map glossiness kèm theo, và một số những cái map tính chất của nó phải kèm theo tương ứng với cái map đấy, thì nó mới là chuẩn, khi chúng ta làm thì nó mới chuẩn được. Nhưng thực tế thì sẽ không phải là lúc nào cũng bạn cũng sẽ có được những cái bộ map đầy đủ như thế, đúng không? Một bộ map mà nó có tất cả các kênh tương ứng với cái map diffuse đấy để các bạn làm cho nó chuẩn. Đấy, thì đôi khi là các bạn sẽ phải dùng những cái map nó khác đi. Tuy nhiên thì nó khác, nhưng mà khi mà dùng khác cái này các bạn phải chú ý cho mình này. Đấy, ví dụ cái map này là map dọc thì tất cả những thằng khác các bạn phải xoay 90 độ nó đi. Những cái map này các bạn phải xoay cho đi cho nó đúng. Không cả cái thì dọc, cái thì ngang. Đây đây, thằng này phải xoay 90 độ nó đi. Đúng không? Để cho nó thành là cái map dọc, còn cái map diffuse của mình là map dọc mà. Map băm này cũng phải dọc. Xoay 90 độ nó đi thì nó mới khớp với nhau được. Rồi thì mình tinh chỉnh cùng vật liệu gỗ này, mình thấy băm nhiều quá, nhìn nhăn nheo như bà già ấy. Đúng không? Thì 0.2 thôi, 0.1 thôi, 0.1 thôi, nhẹ nhàng thôi. Được không? Đấy, băm có này, hiệu ứng glossiness có này. Hoặc là mình chả thích dùng thằng glossiness đấy, mình dùng cái thằng bẩn này. Cái thằng bẩn bẩn này của mình. Đấy, mình sẽ kéo thằng bẩn bẩn này vào kênh glossiness. Bỏ hai thằng này đi, không sử dụng nó nữa, bỏ này đi không sử dụng nó nữa. Dùng cái thằng bẩn bẩn này. Thế là hoàn vật liệu gỗ của mình là gì? À, vừa bẩn này, vừa có băm này, đúng không? Giả lập được hiệu ứng băm là bề mặt nó không nhẵn đều, giả lập được cái hiệu ứng glossiness đó là bề mặt nó không, chất lượng bề mặt nó không đồng đều. Đấy, thì ví dụ như thằng này thì hơi quá, thì mình sẽ dùng color correction mình nối vào đây, mình cho nó giảm tương phản đi một tí để cho hiệu ứng của nó nhẹ nhàng hơn, tối tối đi. Đấy, kiểu thế. Tối này tối quá, mình sẽ giảm nó đi. Hoặc là sang cái thằng advanced, mình dùng thằng 0.6 thôi. Đấy, 0.6 thôi. À không, 60% đúng. 60% cho tối đi, 40% thôi. Đấy, cho nó tối như này thôi. Đấy, hoặc là 70%, mình nhìn vào cái hiệu ứng đây này. Nó hơi hơi bóng này, nó hơi hơi có một tí là không hoàn hảo này. Nó hơi hơi có một tí băm này. Đấy, như là cái vật liệu của mình dần dần là mình sẽ mô phỏng đúng cái hiệu ứng thực tế. Đúng không? Còn nó thì mức độ băm, mức độ bẩn hay là mức độ ở như thế nào thì đấy là do quá trình các bạn làm, hiểu không ạ? Đây là cái vấn đề phải cực kỳ là phải tư duy, là phải nhớ đấy nhá. Đấy, cứ nhớ cho mình là khi các bạn đã sử dụng map, thay vì việc các bạn, nếu mà các bạn sử dụng màu thì mọi chỗ nó như nhau hết, thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng map để miêu tả cái sự không đồng đều. Mà đã sử dụng map thì nó là một layer ở trên, còn cái thông số của mình sẽ là ở layer dưới. Nếu mà mình để cái map này hiển thị 100% thì layer trên gần như là nó che hoàn toàn layer dưới luôn. Còn nếu như mà mình để cái thằng trên nó chỉ hiển thị có 70% thôi, thế còn 30% còn lại ở đâu? Là nó sẽ trong suốt, nó sẽ nhìn được xuống thằng dưới. Thằng dưới mà phản xạ mạnh hơn cái thằng map ấy, thì khi 30% đấy, nó sẽ làm cho cái tổng thể của mình là phản xạ mạnh hơn cái thằng map này một chút, hoặc là ngược trở lại, được chưa? Đấy. Toàn bộ là do cái tư duy và do cái tay của, do bản thân chúng ta làm hết. Đấy, các bạn nhìn những cái vết bẩn kiểu kiểu này, các bạn có thể mô phỏng thoải mái được luôn. Tương tự nhá, mình sẽ làm một vật liệu mô phỏng khác này. Giả sử mình làm kim loại đi, đúng không? Giả sử mình làm kim loại này,
Giả sử đây một vật liệu thường nhá, mình sẽ làm kim loại này. Kim loại thì là màu đen đúng không? Phản xạ rất là cao đúng không? IR mình sẽ tăng lên cao lên, mặc định là 1.52 mình sẽ tăng lên khoảng độ mấy chục hoặc mấy trăm đi, mình sẽ tăng lên 25 đi. Đúng không? Màu phản xạ mình cho tối tối đi một tí cho nó ra cái chất sắt. 0.75 thôi. Các bạn nhìn ra chất sắt chưa? Quá già rồi đúng không? Nhưng mà chất lượng bề mặt của mọi chỗ nó lại đồng đều nhau quá. Mình lại không thích nó đồng đều. Mình lại thích là nó phải nọ kia một tí cơ. Nó lại phải phải thế nọ hay kia một tí thì mình lại phải cho nó tìm cái map là map mask là map đen trắng. Đó, mask là map đen trắng là thể hiện cái sự không hoàn hảo. Xước này hay là kim loại này mà là ví dụ làm xước này đúng không, là nó cứ vị trí này nó có những vết xước luôn cho các bạn nhìn nesa xước đúng không, map nesa xước. Map này thì mình sẽ gắn vào kênh glossiness đúng không, chất lượng bề mặt của nó lại không được hoàn hảo, các bạn nhìn thấy không, không xước nhìn phát là thấy luôn, bởi vì cái map này nó chất lượng cao cho nên nhìn nó hơi bị giãn một tí, cho nên là mình sẽ giảm tiling xuống để cho cái map này tổng thể nó giãn ra để cho các bạn nhìn cái hiệu ứng nó rõ ràng hơn đúng không? Bởi vì cái map này là map chất lượng tương đối là cao này. Đây, zoom mãi lên này, kích thước bao nhiêu này? Cũng hơn 2000 đấy, cho nên là nếu mà các bạn nhìn trên tổng thể này thì những cái vết xước nó bé quá, mình sẽ phải zoom lên cho các bạn nhìn cái vết xước nó to to hơn, hoặc là mình sẽ tìm một cái map khác. Đây, chơi cái map này cho các bạn thấy luôn. Đấy, các bạn này, ứng vào đây. Bỏ thằng này đi. Đó, thấy xước chưa? Tại những cái vị trí màu đen này này, vệt vệt này thì nó sẽ rất là thô, những chỗ khác thì nó vẫn những cái chỗ khác thì nó sẽ theo cái màu trắng ở đây. Những cái vị trí nào màu trắng này nó cũng chẳng trắng quá đâu. Nó cũng tầm tầm thôi. Cái màu trắng này chắc nó rơi vào khoảng độ 0.8 hay 0.85 thôi. Nên là nó cũng phản xạ mờ mờ, những vị trí khác phản xạ mờ mờ. Còn những vị trí mà đen hẳn thì nó sẽ thô thô xước xước kiểu này. Đấy, chúng ta làm kiểu kim loại cũ cũ ấy, xước xước không hoàn hảo ấy. Rồi thì băm tí nhỉ, cùng một cái này chúng ta kéo vào kênh băm nhé, cùng một cái map này chúng ta kéo vào kênh băm. Đấy, bây giờ chúng ta muốn giả lập hiệu ứng băm đúng không, chúng ta phải tìm một cái map băm đúng không? Tại sao không dùng luôn cái map này đi, cái map này cũng đẹp mà, đây này, map này cũng đẹp mà đúng không, tại những vị trí này thì nó sẽ lõm xuống. Ở đây là mình đang dùng là vào kênh glossiness nhá, có nghĩa là tại vị trí đen thì nó sẽ rất là thô, nhưng mà bây giờ mình muốn là nếu mà cùng một cái map này mình kéo vào băm ấy, thì tại những cái vị trí việt đen này nó vừa thô mà nó lại vừa lõm xuống. Đấy, cho nên là cùng một map các bạn có thể linh động xử lý được rất là nhiều. Đấy, tại vị trí băm này nó còn lõm hẳn xuống cơ. Đấy, thông số băm ở đây thì lại lõm ác quá. Cho nên là mình sẽ chắc là cái thông số băm này mình sẽ giảm dần dần giảm 0.2 thôi, 0.1 thôi. Đấy, thấy không? Nó khẽ lõm xuống một tí, giống như cầm cái gì đó mình mài vào cái bề mặt kim loại. Nó lõm nó xuống và chính cái sự lõm đó nó làm nó thô cái vị trí đó đi. Cho nên nhìn nó sẽ không hoàn hảo. Được chưa? Đấy. Hoặc là mình bỏ cái này đi. Mình chỉ gắn nguyên cho map băm thôi, mình cái map glossiness mình dùng cái thằng khác. Băm là đây, nó sẽ băm lồi lõm theo thằng này này. Thấy không? Băm nó lõm xuống này. Đấy, còn đâu thì cái thằng bề mặt kia thì mình sẽ dùng cái thằng map mask. Đấy, để giả lập cái bề mặt nó bẩn 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 bẩn. Đây, mình sẽ dùng thằng này đi, giả lập bề mặt nó bẩn bẩn đấy. Thằng này thì sẽ không tạo ra vết xước đúng không? Xước hay không hay là vết vân chân vân tay là toàn bộ là do cái map của chúng ta hết. Chúng ta có được tài nguyên map nào ấy. Đấy. Đây. Thấy không? Bề mặt thấy không? Vừa thô thô bẩn bẩn này, những cái vị trí màu đen này. Đấy, bắt đầu thô thô bẩn bẩn này. Thằng này chắc phải qua cái color collection, mình muốn cho nó tối hơn một tí nữa để cho nó thô hơn một tí nữa. Đấy, color collection nó ra. Thả vào đây. Bằng cách nào? Thô hơn bằng cách nào? À, chỗ này là cái màu trắng của nó sáng quá, dẫn đến việc là tại những vị trí mà màu trắng này thì nó sẽ phản xạ rất là mạnh, nhưng mà mình muốn tổng thể nó êm đi, mình sẽ giảm cái tương phản đi, hoặc là mình sẽ cho cái tổng thể cái map nó tối xuống 70 đấy. 85 đi, 85% đấy, tầm tầm này, tầm tầm này, hoặc là thằng này thì mình sẽ cho nó 0.8, bớt cái tương phản đi nhẹ nhàng đi, 80 xem nào, làm sao được cái hiệu ứng mà mình mong muốn là được. Đúng không? Tại những vị trí này nó bị bẩn nè, nó bị thô nè, có cái hiệu ứng băm nè. Được chưa? Chúng ta giao những hòn vật liệu chưa ạ? Phần này là chính ra là thuộc vào phần nâng cao rồi. Nhưng mà để mà phục vụ cho cái bài tốt nghiệp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ở cái phần cơ bản này cho các bạn. Đến đây là các bạn đã làm được, hiểu cái nguyên lý này thôi là các bạn làm được rất 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 nhiều hòn vật liệu mà làm sao cho nó thực tế và sao cho nó hấp dẫn rồi. Đây này,
cùng một vật liệu nhá. Các bạn bắt đầu nối nhiều, càng ngày càng nối nhiều kênh. Ở đây là mình mới mô tả có mỗi một kênh, đó là kênh chất lượng bề mặt, kênh glossiness và kênh kênh băm thôi đấy. Còn những cái vật liệu nào mà ví dụ có thể là nguyên cái kênh review này nó phải nối qua 2-3 kênh để tinh chỉnh rồi. Kênh glossiness cũng nối qua 3-4 kênh, kênh băm cũng nối qua 3-4 kênh, đúng không? Xong rồi kênh thích thì những cái kênh như là refraction cũng nối qua 2-4 kênh, 3-4 kênh. Thế tự dần dần là cái hòn vật liệu nhìn rất là dài dài, rất là nguy hiểm, kiểu kiểu thế. Hiểu không ạ? Nhưng mà bản chất là chúng ta cứ đi từ những cái đơn giản lên, chúng ta nhìn vào vật liệu nó khác bọt ngay, được chưa? Rồi, ok, nội dung hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhá. Xin chào các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ học bài thật là kỹ và lấy nó làm cái nền tảng để sau này là cứ nhìn vật liệu phát là mình hiểu được luôn, không cần phải xoắn quẩy với những hòn vật liệu quá dài và trước đây mình thấy nó phức tạp, đúng không? Bây giờ đã học hiểu rồi là nắm được hết. Ok. Các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên dưới nhé để có thể nhận được những thông báo sớm nhất về những video sắp tới của mình. Học viên tại Học viện Lesaiket sẽ nhận được các quyền lợi về VIP. 1. Được học, cung cấp, hướng dẫn cài đặt các phiên bản phần mềm mới nhất. Các giảng viên, trợ giảng và các chuyên gia sẽ hỗ trợ về kiến thức và sửa lỗi phần mềm khi các bạn gặp phải trong quá trình làm việc sau này. 2. Được tham gia các talk show, workshop, livestream giải đáp, chia sẻ kiến thức mới thường xuyên. 3. Được sử dụng hàng ngàn gigabyte thư viện đồ họa và các plugin Pro. 4. Được ưu tiên giới thiệu các job, dự án, các mối quan hệ liên kết trong công việc. 100% học viên học xong đều được giới thiệu việc làm luôn tại các doanh nghiệp, văn phòng thiết kế uy tín. Lesaiket cam kết hoàn trả 100% học phí bất kỳ lúc nào nếu học viên không hài lòng về các buổi học. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về khóa học và các ưu đãi mới nhất. Hotline 0939411694. Website lesager.com.